Chào nha em, chào mừng em quay trở lại với channel của Thích Đồ Cũ. Như đã nói hôm trước thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp cái mẫu R26BT. Mẫu này mình đã có một video giới thiệu sơ qua rồi, nhưng mà anh em chỉ lướt qua thôi. Thì với lại cũng không có khui thùng, cũng không có được biết bên trong cái thùng nó sẽ ra làm sao, có những gì. Hôm nay mình sẽ test chất âm cụ thể, vẫn bằng những cái bài nhạc test như cũ, như những cái bộ loa khác. Thì để cho anh em đánh giá, để so sánh tiện so sánh cái việc là so sánh giữa cái bộ này và bộ kia. Như trên màn hình đây á, là anh em thấy là mình đang phát lại cái video mà bộ S2880 mới lên video ngày hôm qua. Thôi bây giờ cũng không dài dòng nữa, bộ này thì nhìn sơ qua thì anh em chắc cũng đã biết được là cái hình thức của nó như thế nào rồi. Bây giờ mình sẽ khui thùng nha, cùng anh em khui thùng nha. Ok. Rồi, ok, khui thùng nha anh em. Hàng của mình á, là mình cũng nói nhiều lần rồi, hàng của mình là hàng line new full thùng đó. Đây xốp này, hàng này thì gần như mới 100% nha anh em. Sẽ có xíu dây bẩn này, xước thì sẽ không xước đâu, nhưng mà sẽ có dây bẩn nha. Đó đây, một để đây trước đi. Đó anh em thấy này, tình trạng này cực kỳ đẹp luôn. Rồi đây, này là loa khác với những cái mẫu loa như mình giới thiệu ở trên này á, là cái loa 2.1 nha. Đây là 2.0, tức là sẽ chỉ có hai cụm loa như thế này. Cái phụ kiện của nó thì bao gồm một cáp này, cáp này để kết nối giữa hai loa này với nhau, và cáp này thì để cho anh em ghim vào tivi, máy tính hoặc điện thoại. Con này có Bluetooth luôn nha anh em. Con này có Bluetooth, USB, AUX, không FM nha. Con này không có FM. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ thao tác gắn cái kết nối hai cái loa lại với nhau. Đây, mình xoay đằng sau cho dễ. Mình đã quay cái mặt lưng của cái loa lên đây rồi. Thì ở đây có hai cái trạm kết nối nhanh loa của loa này. Đó. Anh em để ý này, trên cái dây của nó có đánh dấu là dây đỏ và một dây không có gì, dây đỏ. Thì anh em cứ cái đây có cái lẫy đây đó, gắn dây đỏ vào bên lẫy bên này, dây không có đánh dấu gì vào bên này đó, vậy là xong rồi. Tiếp tục, cái này dài bao nhiêu thì anh em gỡ ra dây ra bấy nhiêu nha. Dây đỏ bên này đó, như vậy là mình đã kết nối xong giữa hai cái loa này. Dây nguồn thì anh em cứ ghim nguồn điện 220 V thôi. Còn đây là công tắc nguồn chính. Đây là cái cổng audio input. Anh em nếu như Dũng muốn dùng tivi á, hoặc là muốn dùng laptop, muốn dùng điện thoại mà không có chức năng Bluetooth á, thì giống như ở trên này mình đang giới thiệu á, là anh em cứ gắn đỏ vào đỏ, trắng vào trắng, và cái này ghim vào laptop, máy tính, điện thoại hoặc là cái gì đó, điện tivi đều được. Đây là cái cổng USB. Cổng USB này thì là anh em có thể gắm USB để phát nhạc. Mình xin nhắc lại một lần nữa là cái bộ loa này nó không có Bluetooth nha. À, không có FM nha anh em. Bộ loa này không có FM mà nó sẽ dùng Bluetooth. Đây là cái cụm núm điều khiển. Trên cùng là volume. Đây là loa chỉnh chép, chỉnh bass và ba phím chức năng. Đó. Cái phím volume này đồng thời cũng là phím nguồn và phím chuyển đổi các chế độ. Tức là khi mà anh em bật cái nút công tắc nguồn đằng sau này á, thì vẫn phải cần bấm một cái nút ở trên này để khởi động, để cho loa khởi động. Cái đèn đỏ này, đèn khi mà anh em cắm bật nguồn lên thì nó sẽ là đèn đỏ. Bấm một cái nó sẽ chuyển sang màu xanh dương, tức là khởi động rồi nó sẽ màu xanh dương, tức là màu của Bluetooth, màu xanh lá tức là màu của cái AUX và USB. Anh em bấm thêm một lần nữa thì ấn thêm một lần nữa thì nó sẽ chuyển quay lại cái chế độ trước đó. Còn đây là các nốt qua bài, dò bài và chức năng audio out là tai nghe thôi nha. Đó. Đó, như anh em thấy ở đây á, em cũng thấy được là cái thiết kế của nó đẹp và sang trọng như thế nào rồi. Chắc bây giờ mình cũng không giới thiệu nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ tới cái phần mà test loa thực tế cho anh em xem được là cái chất âm. Để cho anh em tự đánh giá, mình sẽ không so sánh với lại những cái bộ loa như thế này, tại vì hai cái thiết kế khác nhau. Thùng sub, loa vệ tinh thì cái âm bát của nó sẽ khác, và cái dạng 2.0 thì như thế này thì cái âm bát của nó sẽ khác. Để tốt nhất á, thì anh em cứ
Theo dõi cái phần sau á, mình sẽ test cái chất âm cho anh em tự đánh giá xem có sự khác biệt gì và cái âm thanh của nó ra sao ha. Còn bây giờ thì ok, mời anh em tới phần nghe thử thôi. À, mình cũng lưu ý lại một lần nữa là cái bộ loa này á, nó chỉ có 3 chế độ. Mình xin nói lại một lần nữa nha. Nó chỉ có 3 chế độ, tức là một là dùng Bluetooth, hai là dùng cổng AUX, tức là jack kết nối trực tiếp TV, máy tính hoặc điện thoại á. Ba là sẽ dùng USB. Đó, chỉ có 3 cái chế độ như vậy, chứ không có FM như những cái bộ khác của Encore nha anh em. Bộ này đặc biệt của nó là như vậy, với lại cái phụ kiện của nó đi kèm á là chỉ có dây cáp. Đây, phụ kiện của nó đây. Chỉ bao gồm dây jack hoa sen, jack RCA ra 3.5 và cái dây cáp kết nối giữa hai loa như thế này mà thôi. Không có cái remote như những cái bộ khác của Encore nha anh em, hoặc là Fender. Fender những bộ khác có remote nhưng bộ này không có remote nha. Công suất của bộ này là 50W. Mình sẽ để cái ảnh thông số công suất ở trên cái màn hình anh, trên màn hình video, trên màn hình anh em đang nhìn thấy á, là có cái công suất thực tế đó. Rồi bây giờ vào trực tiếp cái phần test âm thanh luôn nha anh em.
đã vừa nghe thử được cái chất âm của nó như thế nào. Mình cũng không giới thiệu nhiều, cũng không có muốn so sánh giữa qua lại với những các bộ loa với nhau. Thì bây giờ để cho anh em nghe thử và tự đánh giá như anh em đã nghe vừa rồi đó. Thì cái thứ nhất là con này mình thích, con này cái thiết kế này, cái cực kỳ sang trọng luôn. Đó. Và cái bộ này thì mình cũng báo giá luôn. Hiện tại bộ này mình đang bán với giá là 900 ngàn, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng, tức là lỗi là đổi bộ mới. Bên mình không có sửa chữa, mình sẽ gửi về hãng, gửi về công ty để bảo hành. Đó, có tem đầy đủ, anh em đừng có thâm bóc tháo. Mình cũng xin lưu ý luôn nha, những cái hàng bảo hành á thì anh em lưu ý giữ gìn cẩn thận và đóng lại full hộp như là lúc gửi tới cho mình nha. Chứ mình sẽ từ chối bảo hành nếu như mà trong cái trường hợp mà anh em làm mất phụ kiện hoặc là hàng bị bể vỡ, rơi, trầy xước gì đó thì mình sẽ không chấp nhận bảo hành đâu. Nên là lưu ý giữ kỹ cho mình. Thì chỉ có như vậy mình mới đổi được cho bộ mới thôi. Chứ còn hàng mà gửi về mà bị trầy trụa rồi móp méo rồi bị vỡ vết này kia rồi tháo thông banh này kia là mình sẽ không có nhận bảo hành đâu. Rồi ok nha anh em. Hàng này thì mình vẫn giao như mình đã nói ở cái video trước thì mình sẽ giao COD toàn quốc nha, tức là giao hàng thu tiền, giá chưa bao gồm ship. Mình xin nhắc lại giá của bộ này là 900 ngàn, chưa bao gồm phí ship. Ok, cảm ơn anh em. Anh em lưu ý ở phần phía sau video sẽ có cái hướng dẫn đặt hàng. Anh em nào vui lòng nán lại trong ít phút để xem cái hướng dẫn đặt hàng để đặt hàng một cách nhanh chóng nhất nha. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau.